giỏi rồi. Chim vương cao, có bé gạo trên cao. Rồi, giỏi rồi. Baby thả tay ra nha. Hình tròn đâu có vô được chỗ chữ nhật đâu. Chữ nhật phải là hình tam giác. Hình tròn chỉ vô được hình tròn thôi, hình tam giác mới vô được chữ nhật nè. Để coi hình 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 tam giác nè, vô chữ nhật nè. Đó, thấy chưa? Thấy tam giác vô được chữ nhật chưa? Rồi, đó, hình tròn vô được tam giác. Hình tròn không vô được hình chữ nhật.